Rồi, thầy giới thiệu thêm một cái bài tập gần tương tự với bài vừa rồi ha. Nó nằm trong cái thể bài tập tổng hợp. Chúng ta vẫn được cho một cái ma trận giống, gần giống như lúc nãy, chỉ có điều là giá trị của các phần tử trong cái ma trận đó nó không phải đơn thuần chỉ là 0, 1 nữa, mà nó có thể là một số bất kỳ. Ở đây thì không có xét số âm ha, giá trị minimum của nó là bằng 0 mà có thể lớn hơn. Chúng ta cũng được cho một cái vị trí xuất phát ban đầu nằm ở trong cái ma trận đó, và chúng ta được yêu cầu là tìm đường đi ra ngoài một cái cạnh. Quy tắc đi ở đây có sự thay đổi chút xíu, là chúng ta không cần phải biết là giá trị của 8 ô xung quanh đó là bao nhiêu hết, ô nào mình cũng đi được hết, miễn là ô đó mình chưa đi qua. Như vậy nó giống như là cái bài toán gọi là loan, giống như một cái giọt nước mà các em nhỏ xuống dưới mặt nước đó, thì nó sẽ loan ra các hướng. Thì ở đây cũng vậy, từ vị trí này thầy hoàn toàn có thể chạy sang 8 vị trí xung quanh. Nhưng mà cái yêu cầu của cái bài này nó lại khác, là chúng ta phải tìm con đường đi ra một cạnh của ma trận, sao cho tổng giá trị của những cái ô mà chúng ta đi qua là nó phải là đạt nhỏ nhất. Thầy lấy ví dụ nha, như là cái ô này mà nếu thầy đi sang cạnh trái mà thầy đi theo đường chim bay á, thì ô này bằng 0 nè, đi sang ô này là 2 nè, sang ô này là 3 nữa là 5 nè, đi sang ô này 7 nữa là thầy mất tổng cộng là 12. Tức là tổng giá trị đường đi, tổng độ dài đường đi trong trường hợp này là tổng chi phí là 12. Nhưng nếu mà chỗ này ô này mà thầy lách xuống dưới, xéo xuống dưới thì đi ra đây thì thầy chỉ mất có 10 thôi. Thì lách lên trên này thì thầy mất 11. Và tương tự như vậy, nếu thay vì đi theo đường chim bay như thế mà thầy đi né lên hướng trên, thì đi vòng lên phía trên, đi xéo như thế này qua số 1 này đi ra ngoài, thì thầy chỉ tốn tổng chi phí trên đường đi lúc đó chỉ có 4. Và cái con đường đi mà có chi phí bằng 4 đó là cái con đường đi ngắn nhất, được coi là ngắn nhất. Ngắn nhất lúc này không phải là đếm số bước chân nữa, mà ngắn nhất là đếm tổng chi phí của những cái ô mà mình đi qua. Thì cho như vậy, nhiệm vụ của các em là làm sao để chúng ta sử dụng lại cái đoạn chương trình tìm đường đi hồi nãy đó, chúng ta điều chỉnh sau đó để mình có thể giải quyết được cái bài toán này. Và nhớ là cái kích thước của ma trận các em nhập vừa phải thôi nhé, vì cái độ phức tạp của bài toán này nó cũng ngang ngửa với bài toán mã đi tuần. Từ một cái ô thầy sẽ có 8 khả năng để đi ra 8 ô xung quanh, và từ mỗi ô xung quanh thầy lại tiếp tục có thể có 8 khả năng để đi ra những ô xung quanh nữa. Do đó là số tổ hợp trong trường hợp này rất là lớn. Được chưa? Như vậy bài tập về nhà là cái một cái phần là chúng ta làm nhìn thầy cái bài này. Nhớ là chúng ta không ràng buộc gì về cái giá trị của các ô hết, chỉ làm sao ta tìm ra các con đường đi và cuối cùng mình lựa ra cái con đường đi ngắn nhất để mình xuất kết quả ra một con đường đi duy nhất, ngắn nhất thôi. Rồi, thầy nói qua một chút về vấn đề vét cạn ha. Thì vét cạn theo cái nghĩa của nó, tức là chúng ta giống như chúng ta tát hết nước trong một cái ao ra để chúng ta bắt cá vậy. Hiểu một cách nôm na tức là chúng ta phải xét hết tất cả mọi khả năng, xét hết trên toàn bộ cái không gian lời giải để chúng ta tìm ra được cái lời giải. Thì kỹ thuật vét cạn này á, nó có một số cái lợi ích nhất định. Thứ nhất là gì? Là chúng ta có thể tìm ra được mọi lời giải cho bài toán. Ví dụ trong cái ao đó, người ta hỏi chúng ta có chính xác là bao nhiêu con cá tất cả, thì khi chúng ta tát cạn cái ao đó, chúng ta vét bùn lên thì chúng ta bắt cá lên, chúng ta đếm thì nó là chính xác. Cái thứ hai là nó sẽ tìm ra được cái lời giải tối ưu, lời giải tốt nhất, vì nó đã xét hết tất cả mọi khả năng, tìm ra được mọi lời giải rồi, cho đó là ta có thể chỉ ra được lời giải nào là lời giải tốt nhất. Ví dụ như chúng ta có thể trả lời được chính xác câu hỏi là gì? Trong cái ao đấy, con cá nào là con cá to nhất? Thì chúng ta bắt hết tất cả cá lên, chúng ta cân từng con một, thì chúng ta sẽ trả lời được một cách chính xác câu hỏi đó. Tuy nhiên nó cũng có một số cái nhược điểm. Ví dụ như là khi mà cái không gian tìm kiếm của chúng ta nó quá lớn, thì cái việc mà vét cạn nó trở nên khó khăn. Ví
dụ như bây giờ người ta không chỉ xuống ao nữa mà người ta chỉ ra sông Mekong, sông Đồng Nai, người ta hỏi là trong cái sông đó thì con cá nào to nhất, người ta mà tác cạn hết nước ở đó lên chúng ta bắt đó, thì rõ ràng là không biết đến khi nào, đúng không? Thành ra là cái nhược điểm lớn nhất của nó chính là cái thời gian thực hiện, bởi vì nó phải xét hết tất cả cái khả năng cho nó. Khi cái không gian tìm kiếm của chúng ta nó quá lớn thì chúng ta sẽ gần như không làm được chuyện đấy. Thì để minh họa cho cái kỹ thuật này á, thì nó có hai cái hướng. Một á, là chúng ta vét cạn không gian theo cái một cái cách là không để quy, tức là chúng ta dùng nguồn lập thông thường thôi. Và cái cách thứ hai là chúng ta dùng để quy quay lui khi nãy đó, để chúng ta tìm lời giải. Thì đầu tiên là các em xét cho thầy những cái một số cái bài toán mà nó không dùng để quy nha. Ở đây chúng ta đơn thuần chỉ dùng vòng lập để xác định cái kỹ thuật vét cạn để xét hết không gian thôi. Thì ở đây các em ghi cho thầy một số cái bài ha, một số cái bài toán chúng ta sẽ lần lượt giải quyết những bài toán này. Ở đây thì có hai cái bài yêu cầu chúng ta làm. Bài thứ nhất là yêu cầu các em viết cho thầy một cái hàm tìm số nguyên tố lớn nhất có trong một cái mảng hai chiều, tức là một cái ma trận. Max này chúng ta có thể cho nó lớn lên ha, ví dụ như thầy cho 10 đi. Thì như vậy cái không gian để chúng ta tìm kiếm ở đây là gì các em? Để biết được trong cái ma trận đó có cái số nguyên tố nào là lớn nhất thì chúng ta phải lần lượt xét từng số của cái ma trận đó, và chúng ta phải xét hết tất cả các số có trong ma trận đó, đúng không? Như vậy không gian tìm kiếm của chúng ta chính là gì? Là cái ma trận đó. Và để duyệt qua được cái ma trận đó thì chúng ta sẽ dùng hai vòng lập. Rồi với từng cái số đó thì chúng ta mới đặt câu hỏi là số A đó, cái phần tử A, E, G đó có phải là số nguyên tố hay không? Nếu phải thì mình mới xét tiếp coi là nó có lớn hơn hẳn tất cả những số mà trước giờ mình đã biết hay không. Nếu có nữa thì mình mới lưu nó lại, và quá trình đó cứ lặp lại. Như vậy để làm được cái chuyện đó thì đơn giản hóa cho quá trình đó thì thầy có định nghĩa thêm một cái hàm là kiểm tra số nguyên tố. Cái hàm này các em tự viết hoặc là copy lại bài cũ, viết đơn giản thôi, là truyền vô một số rồi trả ra cho chúng ta biết là số đó có phải số nguyên tố hay không. Bài thứ hai là người ta cho chúng ta một cái mảng một chiều và yêu cầu là chúng ta sẽ phải liệt kê ra, in ra màn hình tất cả những cái cặp số. Cặp số tức là thầy lấy đại hai số ở trong cái mảng đó ra, với điều kiện là hai số đó phải là số nguyên tố cùng nhau. Và ở đây người ta cho chúng ta luôn cái định nghĩa là hai số mà bất kỳ được gọi là nguyên tố cùng nhau, nếu như mà ước số chung lớn nhất của hai số đó chúng ta tính ra được là nó bằng 1. Thì như vậy để biết được hai số nào đó có phải là nguyên tố cùng nhau hay không thì chúng ta lại phải xây dựng thêm một cái hàm bổ trợ là hàm tìm ước chung lớn nhất. Thì hàm tìm ước chung lớn nhất này chúng ta cũng có thể copy lại bài cũ hoặc là tự viết bằng cách nào đó đơn giản nhất, vì nó là cái hàm phụ thôi. Cái chính chúng ta cần làm đó là hàm tìm số nguyên tố lớn nhất và hàm liệt kê những cặp số nguyên tố cùng nhau. Thì bây giờ trước mắt các em bắt tay vào copy dán hoặc là viết cho thầy hai cái hàm kiểm tra số nguyên tố và tìm ước chung lớn nhất đi, rồi sau đó chúng ta sẽ làm hai cái hàm kia. Thì ở đây thầy sẽ cho các em cái hàm ước chung lớn nhất mà nó được viết hơi đặc biệt tí xíu ha, hơi đặc biệt tí xíu. Thầy copy cái hàm tìm ước chung lớn nhất viết bằng để quy thì cho nó sang bên này để các em xem ha. Thân của cái hàm tìm ước chung lớn nhất thì đặt nó xuống dưới này, và ở đây thì chú thích vào là viết bằng phương pháp để quy. Thực chất ở đây thì cũng xét các trường hợp thôi. Nếu như mà ước chung lớn nhất của hai số mà hai số đó đồng thời bằng không thì chúng ta không tìm được lời giải, do đó thì return không. Ở đây là một cái trường hợp đặc biệt để báo lỗi thôi, tức là nếu hai số đó là không thì ước chung lớn nhất của nó thì đâu biết bằng nhiêu đâu, do đó thì return không. Còn trong những trường hợp còn lại thì ước chung lớn nhất của chúng ta trong trường hợp mà xấu nhất là nó ra là 1. Thầy có xét cả số âm luôn, thành ra là thầy đổi thành trị tuyệt đối, đổi thành số dương để cho số âm nó thành dương luôn để chúng ta tính cho nó dễ. Và cái giải thuật ở đây là thầy quy về như thế này, tức là nếu như mà số B của thầy bằng 0 thì ước chung là A.
Còn nếu B mà khác không thì thầy sẽ lấy A chia B tìm phần dư. Và thầy đi tìm, thay vì tìm mức chung lớn nhất của A và B thì lúc đó thầy đi tìm mức chung lớn nhất của B và cái phần dư đó. Như vậy thay vì đi tìm mức chung lớn nhất của A và B thì thầy sẽ gọi để quy lại để tìm mức chung lớn nhất của B và A phần trăm B. Thì cái phương pháp này trước chúng ta đã làm bằng vòng lặp rồi, hôm nay thầy thì giới thiệu lại cho các em cái phương pháp để quy, để chúng ta có thêm cái ví dụ về để quy nữa thôi. Cái nội dung này chúng ta học từ tuần trước, đúng không? Rồi, các em nốt cái này lại và chúng ta hoàn tất những cái còn lại ở phía trên để chúng ta làm hai cái hàm vết cạn đầu tiên ha.